một tỷ phú ở dubai sống trong căn biệt thự xa hoa nhưng phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo tới lúc cái chết cận kề ông mới chợt nhận ra rằng tất cả danh vọng tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói trong lúc bế tắc ông tìm đến một nhà hiền triết để xin lời khuyên và hy vọng tìm thấy tia sáng cuối con đường sau khi hiểu câu chuyện của tỷ phú này nhà hiền triết mới nói Bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê ba đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Về nhà, dì tỷ phú lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc, hãy đến một bãi biển và nằm ở đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy trong 21 ngày. Mặc dù trong lòng thấy khó hiểu nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển lang thang một dòng rồi ngã lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn lấy cơ thể ông. Trước đây, vì công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi dành cho bản thân mình. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi ghi du, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải Âu gọi bầy. Trái tim bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác thoải mái như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thứ hai, trong đó viết: Hãy đi tìm những người nghèo khổ, khó khăn và hãy giúp đỡ họ trong 21 ngày. Trong lòng ông một lần nữa đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cặm cụi đi tìm rất nhiều người nghèo và giúp đỡ họ. Ngắm nhìn từng gương mặt hạnh phúc của họ, trong lòng ông không nén nổi nỗi xúc động và hạnh phúc. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc cuối, hãy tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng, đau khổ, dằn dặt trong lòng lên bãi cát. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại tiếp tục viết, sống lại cuốn đi. Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại bình an đến thế thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa thì ra con người ta chỉ cần hiểu được ba điều sẽ có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và bình an thứ nhất dành thời gian cho mình thứ hai cho đi mà không mong nhận lại thứ ba buông bỏ hiền diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video hiền diệp chia sẻ để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.